Các bạn thân mến, hôm nay mình cũng chia sẻ với các bạn một cái niềm tin của khách hàng của mình. Thì hôm nay là ngày mùng 1 tháng 4, buổi sáng mai là mùng 2 tháng 4. Thì đây là anh ở chợ Mạo Khê, Quảng Ninh. Anh có đặt một đôi chim cu, là số điện thoại là 0985 205 619. Mình xác lập cái đơn hàng này là tối hôm nay và sáng mai mình sẽ gửi cho anh ấy. Thì mình sẽ thu tiền nhờ lái xe đi Quảng Ninh thu, và lái xe đi Quảng Ninh sẽ trả lại tiền cho mình qua công ty xe ôm Hà Thành là 0979888000, cho xe ôm Hà Thành. Xe ôm Hà Thành là người của mình. Thì cái trị giá con đôi chim này đến tận tay người mua chim là bao gồm cả cước vận chuyển ship hàng là 600.000 đồng về đến Mạo Khê, Quảng Ninh. Thì vì cũng có một số những cái ý kiến thì bây giờ hôm nay mình cũng chia sẻ. Thì đây là cái bộ để bón, thì mình có gắn sẵn cái đầu bằng cao su mềm, và đây là cái xi lanh 10. Thì các bạn về phần còn lại các bạn chỉ mua 1 cân cắm gà loại từ 1 đến 20 ngày tuổi. Các bạn ra cửa hàng nào nghiền ngô, nghiền bột, nghiền thật nhỏ về và các bạn bón. Thì những cái cặp chim như này là mình khuyến cáo các bạn là lên bón để cho nó thuần. Thì đây là cái phiếu của bên mình, mai là 8 giờ chim mình sẽ xuất phát từ Hà Nội đi Quảng Ninh. Thì cái đôi chim mà gửi cho bác ấy là mình cũng rất cẩn thận, mình đã đóng hộp lỗ đây lỗ đây lỗ tứ bề để cho chim nó thở, và cũng không để khi như người nhận hàng sẽ không bị ảnh hưởng về sức khỏe chim. Mà sáng mai trước khi chim lên đường mình đã cho ăn no. Thì đôi chim này là mình cũng vừa bắt từ bố mẹ, nó lang u ra được một thời gian mà mình đã bón giúp cho anh ấy rồi. Thì đôi chim này các bạn có thể thấy là đây là đôi chim rất là đẹp. Mình cũng có danh dự với anh ấy là đôi chim này là đôi chim bố mẹ gạo thổ. Thì đây là hai con chim đó, các bạn nhìn thấy chưa, đây là một đôi chim, một cặp chim bố mẹ mình vừa bắt ra bón. Thì cái thời điểm này là thời điểm rất thích hợp, lông nó đã rất là kín, đã khỏe rồi đó. Thì mai là mình sẽ thả vào đây để nó nằm vào cái giấy này, thì khi nó đi vệ sinh ra này là nó sẽ thấm luôn. Các bạn thân mến, có thể là mình đóng luôn từ bây giờ cũng được, nó rất là kín và ấm áp đó. Thì các bạn nhà xe cũng nên nâng niu nhẹ nhàng, cái loại này thì nó không bay được, thì mình sẽ đóng vào đây và mình sẽ dán. Thì cái địa chỉ thứ nhất, bây giờ mình khuyến cáo các bạn là mỗi một các bạn đặt mua chim non của mình thì mình sẽ tặng luôn một cái bộ để các bạn về không phải làm, các bạn không phải tìm, các bạn tự bón. Nếu như anh em nào mà không có thời gian đi nghiền cám thì có thể là mua luôn cám của mình, mình sẽ hỗ trợ tối đa. Thì đôi chim này sẽ được đóng hộp như thế này, và đấy, chúng nằm như này rất là ấm áp, rất là êm ả. Mai sẽ chuyển đi Quảng Ninh. Thế tiếp theo là khách hàng tiếp theo là anh, số điện thoại là 0915 359 192. Đôi chim này anh có đặt vấn đề là anh mua là chuyển đến tận nơi là 700.000. Đôi chim này là do tay mình bón là từ lúc còn như giai đoạn bên này, nhưng mà bây giờ nó đã biết chỗ rồi, có nghĩa là nó thuần theo kiểu phong cách là bón, từ lúc bón cho đến lúc bây giờ là chỗ, nó rất công phu các bạn ạ. Thì anh ấy về ngã tư Chùa Tháp thuộc Nam Định, cứ gửi xe từ Mỹ Định đi Nam Định đi Hòa Bình là được.
thì mình cũng giao nhiệm vụ cho xe ôm Hà Thành sẽ thu 700k, lái xe đi Nam Định sẽ thu tiền của khách hàng 700.000 và trả lại cho xe ôm Hà Thành 700.000 ở trên Hà Nội. Thì đôi chim này mình đã nó đã mổ rồi, thì mình đã đuôi nó dài, vót dài dài khoảng nó phải đến 10 phân. Đôi chim này rất là đẹp, mà 100% là một trống một mái. Những con đôi chim nào mình cảm thấy khả nghi mình để mình nuôi lại, đôi chim nào các bạn đã đặt giống để khẳng định uy tín của cơ sở Vũ Văn Thao thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, thì mình luôn luôn là bán đến tận tay, đúng chất lượng, đúng uy tín, các bác các anh chị em yên tâm là một điều như vậy. Đến khách hàng tiếp theo là anh, đây là anh, số điện thoại là 0979 345 750. Thì anh xe này là đi thành phố Vinh, Nghệ An, anh cũng thiết tha đặt một đôi chim, thì mình cũng sẽ để cho anh ấy một đôi chim. Các bạn thân mến, thì những đôi chim mà còn đang bón thì mình luôn gắn theo hộp đây một cái bộ để các bạn về các bạn bón. Tất nhiên là nếu các bạn có yêu cầu về cám nghiền thì mình cũng sẽ gửi luôn. Thường một đôi mà các bạn bón thì khoảng 5 ngày nữa nó sẽ biết bỗ, thì nó cũng mất khoảng một nửa ký cám là có thể là nó đã biết bỗ rồi, thì các bạn không 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 phải lấy nữa. Như bao nhiêu hộp khác thì mình cũng nót giấy đầy đủ, giấy 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 vệ sinh mềm, đi chim nó nằm đây nó ấm êm và nó không không bị ẩm bụng. Thì đôi chim đấy thì mình cũng sẽ như bao nhiêu người khác là mình cũng sẽ lấy từ cái phần chim uống của mình đây. Thì đây là đôi chim mà mình chuyển vào Nghệ An, đây là một đôi chim đó. Các bạn có thể thấy là mình uống rất là cẩn thận đó. Đó. Đây là đôi chim rất là đẹp đấy, đôi chim này một trống một mái, ok luôn, các bạn thấy chưa? Thì bên mình rất là uy tín, mình mong muốn gây dựng một thương hiệu con chim cu gáy ngoài Bắc là duy nhất là anh Vũ Văn Thao ở xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Trên cái bao bì của mình thì có thương hiệu của mình, là số điện thoại là 01 63 530 9982. Cái thương hiệu ở trên kênh YouTube của mình là Chim Cu Gáy Hay, và các bạn cũng search Facebook là Chim Cu Gáy Hay, hoặc là qua cái mail là máy tính bao bì a@gmail.com thì sẽ lên Facebook của mình. Tất nhiên mình sẽ dùng cái Zalo bằng cái số điện thoại của mình đang dùng đây là 0163 530 9982. Mình cũng sẽ ưu tiên cho những ai mua bán văn minh lịch sự chuyển khoản trước cho mình sẽ giảm giá được 50.000 đến 100.000. Ví dụ như là trị giá là 600.000 thì các bạn chuyển khoản thì có thể là 550.000, hoặc là như thế nào đấy. Thì cái số tài khoản Agribank của bên mình, ngân hàng chi nhánh Agribank, ngân hàng nông nghiệp chi nhánh Ba Vì, số tài khoản là 22 10 205 156 681. Chủ tài khoản là tên mình là Vũ Văn Thao. Hy vọng rằng mình sẽ đóng góp một cái văn minh trong cái việc mua bán qua mạng. Thì các bạn có thể tham khảo những khách hàng trên đây, và mình cũng phân phối rất nhiều tại người miền Bắc. Tới đây mình cũng sẽ mong muốn là thiết lập một cái công ty chuyển phát cho mình ở bến ga Sài Gòn, để cho các anh chị em các bác ở trong thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh thành phố ở miền Tây hoặc là thành phố Hồ Chí Minh mua những cái cặp chim giống của mình, để làm sao cái thương hiệu con chim cu gáy Việt Nam được nhân rộng hơn. Cái nhu cầu ngoài thiên nhiên hiện bây giờ đã đánh bắt rất là da diết, mình muốn bảo tồn cái giống chim chim quân tử này, chim nó thuần thục và nó rất là gần gũi với con người. Thì mình cũng chia sẻ video đây, mong các anh các bác cũng có thể là chấm trước bỏ qua, cũng là sự chân thành của người mang đến một cái thương hiệu con chim cu gáy. Một lần nữa không biết nói gì hơn, thì mình cũng xin cảm ơn tất cả những người đã quan tâm đến video của mình trên YouTube và đặc biệt là trên Zalo cũng như trên Facebook. Hy vọng rằng các bạn sẽ đóng góp những ý kiến sâu sắc nhất, chân thành nhất dành cho Thao, để Thao có thể là phát triển hơn nữa con chim cu gáy. Thì tới đây mình cũng sẽ xây thêm khoảng
hai cái trại, mỗi cái trại khoảng 100 ô chuồng bố mẹ đẻ nữa, để tích cực phục vụ các anh chị em trên mọi miền Tổ quốc. Bởi vì cái lượng chim mình phân phối ra cũng rất là rộng đấy, mà nó đẻ thì nó nuôi thì cũng rất là không phải là dễ. 10 12 ngày nở và nuôi bón 7 ngày, 10 ngày, 15 ngày mới bán được. Vậy mới chi là cũng hơn 20 ngày mới ra được một cặp chim. Nên ra là các bạn cũng thấy là vẫn rất là vất vả chứ không phải không. Cũng phải thuê người rồi cũng phải mình cũng phải nắm bắt được cái tình hình chung của cái trại chim của mình. Hy vọng rằng các bạn sẽ có được cặp chim như mong muốn. Và chắc chắn một điều rằng các bạn mua cái cặp chim của cơ sở mình sẽ hài lòng và yên tâm. Thì chỉ như đây thì mình sẽ cho nó vào đây để đóng hộp, và trước khi mai xuất đi thì mình cũng sẽ cho chim ăn no. Cảm ơn các bạn, hãy nhớ đăng ký những cái video của trên kênh YouTube của mình là Chim Cú Gáy Hay. Tới đây mình sẽ chia sẻ những cái video về sâu sắc hơn, chi tiết hơn về cái chủ đề con chim cú gáy này, quá trình nuôi, nhận biết rồi cách pha trộn thức ăn, rồi cái tập tính tính cách của chim và cách huấn luyện chim. Rất nhiều những cái ý tưởng từ cái con chim cú gáy này mình ấp ủ bao nhiêu lâu nay. Thân ái chào tạm biệt một lần nữa, chúc tất cả các bác các anh chị em trên diễn đàn chim cú gáy một sức khỏe, một sự đam mê, một sự thành công trong cuộc sống, và đặc biệt luôn có cho mình được một con chim cú gáy hay ưng ý nằm tâm tình tâm giao bạn bè. Cảm ơn các bạn, thân ái hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.